thao trường Kuala Tân Cương, Trung Quốc luôn có nắng nóng gay gắt kèm theo gió và bụi cát, trong khi các vận động viên đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam phải khoác trên mình bộ khí tài phòng hóa trong quá trình tập luyện. Mặc dù đã quen thuộc với các bài bắn cơ động với mặt nạ phòng độc, nhưng khác biệt về điều kiện thao trường và chủng loại vũ khí nên những buổi đầu luyện tập của các vận động viên chưa đạt được như kỳ vọng. Sang bên này là thao trường mới, cơ bản ở đây là toàn cát, sa mạc và ở đây là cái địa hình rất là trống trải, gió rất là lớn nên trong quá trình luyện tập ngắm bắn là có hiện tượng là bụi cát nên dẫn tới là quan sát ngắm phát hiện mục tiêu là tương đối là khó khăn. Tại hội thao quân sự quốc tế năm nay, vũ khí được nước chủ nhà trang bị cho các đội luyện tập thi đấu là súng tiểu liên QBZ-95. Đây là loại vũ khí dành riêng cho quân đội Trung Quốc với nhiều điểm khác biệt với súng tiểu liên AK-47 quen thuộc của chúng ta. Nên việc làm quen với loại súng này được ban huấn luyện đội tuyển đặc biệt quan tâm ngay từ khi còn luyện tập trong nước và dành nhiều thời gian để các vận động viên làm quen từ cơ cấu, nguyên lý đến thao tác bắn. Khó khăn này chúng tôi cũng đã biết khi còn huấn luyện ở trong nước. Chính vì vậy mà đã khắc phục bằng cách là dự trù và huấn luyện luyện tập thêm súng AR-15 của Mỹ. Cơ cấu ngắm nó giống với lại súng QBZ-95 của Trung Quốc. Chính vì vậy mà đội tuyển của chúng ta cũng đã thích ứng dần hơn. Tuy nhiên cũng vẫn còn khó khăn nữa là chúng ta tiếp cận và sử dụng với thời gian ít. Chính vì vậy mà cũng còn khó khăn trong quá trình luyện tập và thi đấu của đội tuyển. Tuy nhiên chúng tôi đã có biện pháp khắc phục với thời gian tốt nhất. Chính vì thế mà kết quả luyện tập của đội tuyển là từng bước các buổi sau để kết quả nâng cao hơn. Ngoài vấn đề về vũ khí trang bị, điều kiện thao trường thì cách bố trí các mục tiêu lẫn với màu thực địa cũng là những thử thách cho các tuyển thủ trong quá trình luyện tập. Qua một vài buổi luyện tập ở đây thì chúng tôi rút ra kinh nghiệm là thứ nhất là chúng tôi xác định bắt đầu từ lúc tuyến xuất phát là chúng tôi xác định hướng của cụm mục tiêu của chúng tôi phải bắn. Sau đó khi tới điểm xuất phát, chúng tôi chuẩn bị kỹ từ từng động tác nằm cũng như là giương súng để hướng súng về đúng mục tiêu, bảo đảm cho thời gian xác định mục tiêu nhanh nhất. Bắn súng là một trong 3 nội dung thi của môn thi môi trường an toàn. Ban tổ chức tính thành tích riêng từng nội dung thi và bắn súng cũng có vị trí quan trọng như nội dung thi kiếp đơn hoặc là thi tiếp sức sau này. Vì vậy mỗi vận động viên cũng như là toàn đội phải cố gắng nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất. Ngày 29 tháng 8, đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 2 với phần bắn súng của nội dung môi trường an toàn tại Army Games 2021. Các xạ thủ đội tuyển hóa học đang tràn đầy tự tin, quyết tâm giành kết quả cao ở phần thi này. Trưa 29 tháng 8 tại Kuala Tân Cương, Trung Quốc, đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam thi đấu bắn súng. Đây là nội dung thứ 2 của môn thi môi trường an toàn trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Theo kết quả bốc thăm, hai kíp của đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam bắn ở lượt thứ 2 và lượt 10. Trong điều kiện thời tiết và thao trường không thuận lợi, đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một ngày thi đấu với phong độ xuất sắc. Các tuyển thủ của đội tuyển đã bước vào bài bắn bình tĩnh, chính xác và hạ gục phần lớn mục tiêu với chỉ sau từ 6 đến 8 giây mỗi mục tiêu. Theo công bố của Hội đồng Trọng tài, kết quả phần thi bắn súng, đội tuyển Hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ 2 chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. Với kết quả thi đấu ngày hôm nay, đội tuyển Hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang tạm thời xếp hạng 3 trên bảng tổng hợp và có được những lợi thế nhất định trong việc giành huy chương của nội dung môi trường an toàn năm nay. Kính thưa các đồng chí và các bạn, như vậy tại ngày thi đấu thứ 2 phần thi bắn súng, đội tuyển Hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam của chúng ta đã thi đấu rất xuất sắc và giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Sau ngày hôm nay, chúng ta đã có những lợi thế nhất định để giành được thứ hạng cao tại giải. Đội tuyển Hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào thi đấu phần thi tiếp sức vào ngày 31 tháng 8. Chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển thi đấu xuất sắc để giành thứ hạng cao tại hội thao năm nay.